Năm nay là năm 2017, chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Và đây cũng là thời điểm ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của hai nền tảng di động là Android và iOS trên hầu hết các thiết bị cầm tay trên toàn thế giới hiện nay, cũng như là chính thức bóp nghẹt sự tồn tại của bất kỳ nền tảng thứ ba nào khác nhâm nhe vị trí của hai ông lớn này. Để mà có được vị thế như ngày hôm nay thì Android và iOS hay là iPhone đó thực sự đã đi được một chặng đường rất dài, đủ để chứng minh được vị trí của họ, và đặc biệt là đã đánh bại tất cả những người khổng lồ của các thứ để mà đi lên tột đỉnh vinh quang. Năm 2017 là một năm khá thú vị khi mà kỷ niệm 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, và với chiếc iPhone 10 thì Apple đang tiếp tục nắm cơ hội lớn để mà định hình vị trí ăn trên ngồi chốc trên thế giới di động của mình. Nhưng với riêng Apple thì thậm chí là cả đối thủ là Android thì 10 năm trước có lẽ họ cũng chưa nghĩ là mình sẽ có một vị thế phi thường như ngày hôm nay đâu. Không chỉ iPhone đầu tiên được ra mắt vào năm 2007 mà thời gian này cũng đánh dấu sự ra đời chính thức của hệ điều hành Android, trong bối cảnh mà thị trường di động vẫn còn những người khổng lồ như là Nokia nè, Motorola hay là BlackBerry, thì sự xuất hiện của hai cái tên mới này dường như không có nhiều khác biệt. Khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, cả Nokia và BlackBerry đều theo dõi, nhưng mà sau đó thì họ lại mỉm cười tự mãn. Khi mà iPhone không đạt được những tiêu chuẩn về độ bền mà một smartphone của Nokia có được, cũng như là không có bàn phím QWERTY vật lý mà BlackBerry đang tự hào. Trong khi đó thì sự xuất hiện của Android cũng không khá khẩm hơn khi mà nó gặp phải nhiều cái nhìn đầy dè biểu từ nhiều bên. Nokia cho rằng Android sẽ không phải mối đe dọa đối với họ trong thời gian đó. Về phía Microsoft thì vốn sở hữu hệ điều hành Windows Mobile 6 thì đầy tự hào khi mà mô tả về bản thân mình. Scott Horn, người đứng đầu nhóm phát triển Windows Mobile, cũng cho biết công ty không hiểu lắm về những tác động mà Android có thể làm được. Trong khi đó, Microsoft đã đi trước Google tận 5 năm trong lĩnh vực này. Không chỉ Windows Mobile mà cả đối thủ lớn nhất của họ lúc này là Symbian cũng cho hay nếu mà Google không tham gia vào ngành công nghiệp di động thì Symbian sẽ sẵn sàng đón tiếp nghiêm túc. Nhưng mà Symbian mới là một nền tảng thực thụ cho di động với kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm. Và dĩ nhiên, chỉ có Apple và Google khi này vẫn còn là bạn, bởi họ nhận thức được vị trí quá nhỏ bé của mình trong thế giới di động những năm 2007. Chẳng thế mà khi mà Android ra mắt, Apple vẫn dành tặng những lời có cánh khi cho biết điều này sẽ không thay đổi về sự thật rằng Google luôn là một đối tác quan trọng của Apple cả trong hiện tại lẫn tương lai. Hiển nhiên, lời nói chỉ là lời nói mà thôi. Khi mà chỉ sau 3 năm thôi thì CEO Steve Jobs đã chỉ trích gay gắt Android ăn cắp trí tuệ từ iOS và thề rằng sẽ dùng đến đồng xu cuối cùng trong khối tiền mặt gần 100 tỷ USD của Apple để mà tiến hành chiến tranh nhiệt hạch với Android đến cùng. Nhưng mà tiếc rằng đến khi tạ thế thì vị CEO đáng kính nhất trong mắt iFan vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện này. Nhưng đó chỉ là những trò đối đầu có phần khôi hài từ Apple và Google khi mà họ thực sự đã trở thành những gã khổng lồ trong thế giới di động chỉ 3 năm sau khi ra mắt. Vậy còn những kẻ đã dè biểu sự tồn tại của họ cách đây 10 năm thì sao? Sau phát ngôn coi thường đối thủ chỉ đúng 1 năm thôi thì Symbian Ltd đã cho thấy sự tuột dốc rõ ràng về công nghệ so với các đối thủ khác. Sự việc nghiêm trọng đến mức là Nokia, đầu tàu của Symbian, khi đó đã phải quyết định mua lại hệ điều hành này để mà tự mình tăng tốc phát triển. Hậu quả là các OEM của Symbian cho điện thoại của họ ngày một ít dần, và kết cục là Symbian chính thức bị đóng cửa bởi Nokia sau đó 5 năm, cũng như là góp phần kéo đổ tượng đài di động một thời này xuống. Trong khi đó thì BlackBerry hiện tại cũng không khá khẩm hơn khi được ví như là một cái xác rỗng cùng với tình hình kinh doanh ngày càng yếu kém, phụ thuộc rất nhiều vào phần mềm và những thế mạnh trong doanh nghiệp, còn mảng di động đã được sang tay hoàn toàn cho một đơn vị sản xuất khác. Tương tự, nền tảng Windows Mobile còn thê thảm hơn khi mà nó đã được đưa lên bàn mổ ít nhất là 3 lần trong suốt một thập kỷ. Khai tử Windows Mobile 6.5 để lên Windows Phone 7 nè, khai tử Windows Phone 7 để mà lên Windows Phone 8 và khai tử Windows Phone 8.1 để mà lên Windows 10 Mobile, để rồi cuối cùng nó lại chết chìm trong lặng lẽ. Windows Mobile thực sự là một bài học rất đắt giá về sự manh mún, thiếu chuyên nghiệp khi mà phát triển di động của chính Microsoft góp phần giết chết hệ điều hành một thời đã từng được đánh giá là khác biệt và có thể có một chân trong bộ ba nền tảng mobile thống trị thế giới sau này. Nhìn chung thì bài học để lại từ những lời dè biểu dành cho Android và iOS cách đây 10 năm thực sự rất đắt giá. Đó chính là một bài học về một thế giới di động đã được lột xác hoàn toàn khỏi sự tù túng nhờ chính những gì mà Android và iOS đã dám phá rào để đạt được.
Trong khi đó thì những nhân tố mới trên thị trường di động vẫn đã, đang và sẽ diễn ra. Và nhiệm vụ của những kẻ đang dẫn dắt thị trường bây giờ là nắm bắt những điểm mạnh của xu hướng đó để mà cải tiến nó trở thành tốt hơn và biến nó thành của bản thân mình. iPhone là một ví dụ tuyệt vời cho xu hướng trên, khi mà họ luôn không phải là dòng thiết bị sáng tạo nhưng lại là những thiết bị tốt nhất cho xu hướng mới. Còn Android thì là bể sáng tạo của thị trường di động hiện nay. Và với thái độ biết mình biết ta như vậy thì không khó để mà kết luận rằng ngày mà Android và iOS bị loại khỏi ngành di động sẽ còn rất xa. Đó là ý kiến của bản thân mình. Còn các bạn có ý kiến giống như mình hay không? Hay là còn ý kiến nào khác nữa? Để lại comment cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.